Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong năm qua, Tổng cục cũng đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét ban hành 3 nghị quyết. Bộ Công Thương ban hành hai thông tư sự chỉ đạo quản lý tập trung thống nhất xuyên suốt từ trung ương đến địa phương đã phát huy vai trò hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, ứng phó kịp với các diễn biến bất thường có tác động tiêu cực trên thị trường cả nước. Năm 2020, Tổng cục đặt ra nhiệm vụ trọng tâm đó là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ đạo của Bộ Công thương về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bên cạnh đó chủ động bám sát diễn biến tình hình thị trường hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời phát hiện xử lý kiên quyết vụ việc nổi cộng phức tạp đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền ký cam kết không buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng hàng vi phạm an toàn thực phẩm tới các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thương mại trên thị trường